Ok, thế thì như này nhé, bản thân các bạn cũng lần đầu gặp nhau. Thế thì mỗi bạn chúng ta sẽ có khoảng độ 5 đến 10 câu tự giới thiệu để bản thân các bạn hình dung một chút xíu, chắc chắn là chúng ta chưa thể nào thuộc tên với các bạn được hết đâu. Thế các bạn hình dung một chút xíu, đầu tiên là các bạn hình dung một cái giới thiệu qua này trong tâm nhé. Thế Quỳnh nhé, Kim Hiệp nhé. Đấy, còn bây giờ các bạn sẽ giới thiệu một bạn 5 đến 10 câu thôi. Để các bạn cùng chia sẻ các bạn địa chỉ nào, tên là gì và cái tóm tắt một vài câu cho cái ý tưởng của các bạn đi. Chắc là bắt đầu từ bạn Nam đi. Xin chào thầy, có hai chị ạ. Em tên là Trung, tên là Phạm Thị Trung. Em cũng thì là ở bên đại học ngoại thương. Thì em là sinh viên năm 4, khoa kinh tế đối ngoại. Thì là cái dự án mà bọn em hiện tại là của em với bạn Hiếu đây đang thực hiện, tên là dự án Daisy Cool. Thì là bọn em sản xuất nhựa sinh học và các sản phẩm làm từ nhựa sinh học. Chủ yếu sản phẩm hiện tại thì là đang tập trung vào các cái sản phẩm nhựa sinh học một lần, như là các loại cốc nhựa và cơm nhựa. Ok, bọn em là ý tưởng hay có sản phẩm mẫu chưa? Dạ, hiện tại bọn em thì vẫn đang có ý tưởng, đang nghiên cứu sản phẩm. Ok, bọn Trung, bạn Hiếu cứ theo. Chào anh, em là Hiếu, là học ở với Trung, ở em cũng là sinh viên năm 4 nên ngoại vậy. Còn đề án của em thì làm chung là sinh viên năm 4 chung với em. Bạn Hiếu sẽ giới thiệu của bạn 8 phần là gì? Từ bạn tiếp theo. Cô thì nó khác như là của trường à? À,
À, thế là cô giáo hướng dẫn nhóm của em đúng không? Cô hướng dẫn nhóm khác nhưng mà à, thế ạ? Ít người được nha. Được, em nói tiếp đi. Và cái hướng dẫn của em rất là cần về phần marketing. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều công ty sản xuất và kinh doanh ở giới. Marketing nhưng mà... Cái mảng marketing của họ làm thì chưa được tốt. Thế thì cái giải pháp của em là em sẽ marketing cho đơn vị khác đúng không? Không cho mình, cho sản phẩm của mình. Tức là những cái ống dẫn quốc giấy bây giờ đấy rất ít người biết đến. Từ cho sản phẩm của mình nhưng mà để em hỏi thì là việc có hiện thực về sản phẩm đấy ở trong những điều kiện ở Việt Nam hiện nay không? Trong thời gian gần mới có ok không? Thời gian tương lai thì có thể tìm ra. Vì là em có đề cập những giải pháp kỹ thuật khá là sâu. Chỉ có điều là có khả năng hiện thực được ở trong cái điều kiện ở Việt Nam. Có cái câu hỏi của anh thì không phải là rào cản, câu hỏi của em thì phải trao đổi chia sẻ chứ không phải là rào cản. Vì là thứ nhất là không có lý do gì để cản trở cái sản phẩm của bạn, và thứ hai thì anh lại càng không để chơi cho con đặt cả. Ok, thế nên là có thể em chưa trả lời được ngay những vấn đề gì thì em sẽ có thêm những điểm tham khảo trong quá trình em tương tác ý tưởng của em với mọi người. Ok, xin mời bạn. Trung tâm tiếng Pháp. Thật ra em đã đang chạy rồi, đang thực hiện rồi. Tuy nhiên thì vẫn
hướng đấy thì anh nghĩ rất là ok, tức là app có app để tăng hỗ trợ. Cụ thể luôn là nếu như mà trong cái xu hướng mà xây dựng cơ cấu sản phẩm ấy thì mình vẫn tăng cái giá trị cho học viên, nhưng mà tăng cái tỷ lệ online và giảm tỷ lệ offline, như vậy là người học thì sẽ nhận được nhiều giá trị hơn, mà cơ cấu chi phí thì giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà em áp dụng những cái nội dung tương tác online thì giảm rất nhiều chi phí và mình có thể tăng rất nhiều giá trị cho học viên, thì đấy là một cái rất hợp lý. Rõ ràng cái xu hướng đấy thì rất là ổn khi mà em lựa chọn những giải pháp mà đổi mới sáng tạo, hoặc không cần phải hình thành một sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới cho hiện tại. Với rất là ổn. Năm ngoái thì cuộc thi của AOS cũng đã có thu hút được như là hai hay là ba nhóm mà của những bạn đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn tham dự cuộc thi thì ok. Rồi chúng ta đã làm quen với nhau một xíu. Trong chương trình mà chị Tâm có đăng ký thì đã có 13 nhóm, nhưng mà có một nhóm xin rút vào 12, và chiều ngày hôm nay thì chúng ta được cả 5 nhóm. Thực tế với cả các bạn ấy, thì cái buổi hôm nay thì chúng tôi cũng không phải là buổi tập huấn gì cả. Buổi hôm nay chỉ có hai nội dung thôi. Một nội dung là trong nhóm đi thi, vì chúng ta mà tham dự thi từ đầu này thì các bạn sẽ có cái thắc mắc gì mà chúng ta đưa ra để trao đổi trong nhóm. Bản thân thắc mắc của nhóm này thì nhóm kia cũng là người có thể giải đáp được rồi, và có thêm một phần từ ban tổ chức. Đấy là một phần thôi. Một cái phần nữa là như thế này, một phần nữa là chúng tôi cùng trao đổi với các bạn trong vòng 2 tuần tới thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để hỗ trợ các bạn được cái gì thì trong vòng 2 tuần tới. Và tất cả những cái hoạt động mà từ buổi hôm nay trong vòng 2 tuần tới thì chúng ta đều cố gắng để hỗ trợ tham dự cuộc thi. Còn để lâu dài để hỗ trợ tham dự cho khởi nghiệp ấy, thì thực sự đấy là quá trình lâu dài cơ. Còn 2 tuần này chỉ tập trung cho cuộc thi thôi. Mà tập trung cho 2 cuộc thi thì cuối của tuần sau thì mục tiêu cao nhất là các bạn sẽ phải submit cái kế hoạch kinh doanh của các bạn. Thành ra chúng ta chưa nói nhiều về thuyết trình, vì cuối tuần sau chúng ta chưa phải làm gì thuyết trình cả. Đấy thì đấy là cái mục đích của hôm nay. Một là chúng ta cùng trao đổi một số thắc mắc trong phạm vi cuộc thi mà các bạn vừa gặp, có thể dẫn tới các bạn sẽ gặp. Và cái kinh nghiệm của nhóm này thì có thể là giải đáp của nhóm khác. Mình quay trở lại, mình khẳng định thêm một chút như là hôm nay cả thầy Quỳnh này, cả Tâm, cả Hiệp thì sẽ đều không đại diện cho ban giám khảo, vì chúng tôi không biết ban giám khảo là. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi đã tham dự dưới góc độ là cố vấn, hỗ trợ ban tổ chức và ban giám khảo rất nhiều cuộc thi. Thế thành ra là chúng tôi hy vọng là nội dung trao đổi ngày hôm nay sẽ hữu ích để giúp các bạn trong 2 tuần tới. Thời gian rất là gấp, và mục đích của 2 tuần tới đó là chúng ta có một cái bộ kế hoạch kinh doanh mà chúng ta nỗ lực nhiều nhất, chúng ta hy vọng là kết quả tốt nhất. Đấy, mục đích thế. Thì ok, mọi người, đầu tiên là chúng ta nêu những câu hỏi trao đổi với nhau rằng trong thời gian lúc đầu tham dự cuộc thi đến giờ thì các bạn gặp những khó khăn gì, các bạn có những gì thắc mắc, có gì chưa rõ để mình trao đổi với nhau. Đấy, sẽ có những nhóm phải giải đáp trong nhóm kia, và sẽ có những cái ở góc độ ban tổ chức chúng tôi biết thông tin rồi chúng tôi có kinh nghiệm chia sẻ trao đổi với mọi người. Chúng ta sẽ dành cái phần này khoảng độ nửa tiếng để cùng trao đổi với nhau. Trên mọi một chút là cái bước tiếp theo là mình sẽ phải có cái kế hoạch kinh doanh ạ. Thì thật ra là cái kế hoạch kinh doanh thì theo em biết thì chỉ là khoảng dưới 20 trang thôi. Nhưng mà em cảm thấy là tức là cái phần của em đưa vào không biết là nó có gọi là hơi thừa không, nhưng mà cảm thấy là bỏ đi thì thiếu. Thì tóm lại là ý em muốn nói là nó sẽ bị dài ạ. Thì mình có nên hoặc là có cần thiết phải làm một cái bản tóm tắt không, hay là giảm bản như thế này? Anh có nhận được cái EPC gửi cho em không? Trong đấy nó có cái lúc mà em được vào vòng trong thì em sẽ nhận được một cái email thông báo. Cái này thì em sẽ mặc trước sau. Nó không phải là mẫu, phải là nó một cái chỉ để điền, nó là sự để điền đấy. Cái phần của em nó dài hơn, chọn cái phần của em. Chị thấy chị thấy
nên mình không ai đọc một bản 20 trang đâu. Không ai đọc một bản 20 trang cả. Người nào đọc bản 20 trang ấy thì bỏ sót rất nhiều nội dung không ai đọc. Mà chưa kể là cái người đọc em ví dụ là người ta tâm lý là 50 bản thì 50 nhóm. Không ai đọc bản 20 trang. Khi nào người ta thích cái ý tưởng của em rồi, người ta quan tâm rồi, người ta mới quay lại đọc nhỏ. Tức là người ta đọc nó khi em có được lựa chọn rồi, chứ không phải đọc nó rồi mới chọn, mà chọn rồi mới đọc. Em cứ ở tâm lý của bất cứ bạn giám khảo và trong một thời gian hữu hạn phải đọc 50 cái bản. Không ai đọc bản giả. Vậy thì bản trung bình, bản thông thường thì khoảng bao nhiêu trang mà hợp lý ạ? Như này, thực ra là ban giám khảo họ đã đưa một cái khung mà của kế hoạch kinh doanh ấy. Anh nói thứ tự là rất là chi tiết. Nhưng mà nó rất là dễ đẩy cho một người có hướng như thế này. Đẩy cho một người là hướng là một người sẽ có nhiều nhóm xây dựng một kế hoạch kinh doanh rất là chi tiết. Nhưng mà cái kế hoạch kinh doanh đấy lại phù hợp cho cái chuyện trung hạn. Tức là các bạn sẽ lên phương án bán hàng, phương án phân phối, phương án marketing. Khi mà các bạn có một sản phẩm rõ ràng, khi mà các bạn có sản phẩm đầy đủ, khi mà sản phẩm các bạn đã thâm nhập được vào thị trường, khi mà các bạn bắt đầu có thị phần, có rõ ràng khách hàng rồi, thị phần thị trường kênh phân phối rồi, thì rất nhiều nhóm dễ bị rơi vào cái trường hợp như thế. Nhưng mà thực tế của chúng ta đang ở giai đoạn đầu, đang ở giai đoạn ý tưởng, chuyển đổi từ ý tưởng sang sản phẩm mẫu. Sản phẩm mẫu chúng ta mới bắt đầu kiểm định xem là thị trường có chấp nhận cái sản phẩm của chúng ta hay không. Và nguồn lực của chúng ta cực kỳ hữu hạn, đủ về người, về tiền, về thời gian, cực kỳ hữu hạn. Thì đấy là cái trường hợp chúng ta rất hay gặp phải, đó là với một dàn lý rất chi tiết như hiện tại ấy. Thì cái dàn lý đấy thì khá thú vị là nó ngay lập tức khiến chúng ta phải suy nghĩ một cách toàn diện về cái phương án kinh doanh. Nhưng mà nó để lại một cái nhược điểm là chúng ta rất dễ bị xa đà để chúng ta biết đầy đủ hết những cái chi tiết, những cái số liệu. Chúng ta phải có sẵn cái tổng số tìm để cho đầy đủ các phương án kinh doanh. Nhưng ngược lại là theo kinh nghiệm của anh thì đa số ban giám khảo sẽ đều không quan tâm tất cả chi tiết của phương án kinh doanh. Và nhất là đối tượng của chúng ta thì mọi người đang quan tâm là sẽ có nhiều nhóm đang có một ý tưởng, có nhiều nhóm là đang bắt đầu kiểm định hóa ý tưởng, và kể cả những nhóm có sản phẩm cũ rồi bắt đầu đi bán rồi thì cũng đang trong giai đoạn đầu là kiểm nghiệm sản phẩm của mình, bắt đầu tìm kiếm thị trường. Kể cả những cái mùi kinh doanh như của em đang chạy rồi nhé, thì cái giải pháp thêm của em sẽ có cái tính là cần phải kiểm nghiệm là thêm một phần đấy nữa. Chúng ta thường theo anh thì người ta không, người ta sẽ không cần nhiều thời gian để đọc những loại để mình nên tập trung thị trường. Có hai cái nên tập trung, thứ nhất là nên tập trung vào hình thức, hình thức trình bày, và thứ hai là nội dung. Thế thì hình thức trình bày thì rõ ràng chúng ta thấy là chúng ta sẽ đều có những phần nội dung thật là cơ bản của cái xã hội, chúng ta phải trả lời là cơ bản. Nhưng mà chúng ta thực sự chúng ta phải chọn những điều gì và chọn cái format là hình ảnh hoặc là số liệu hoặc là biểu đồ hoặc là logo icon gì đấy, ít chữ thôi. Nhiều chữ quan trọng mà. Thứ nhất là hình thức để. Thứ hai là về nội dung đấy. Nội dung thì chúng ta sẽ chọn những điểm nhấn mà chúng ta thể hiện được cái tư thế của mình. Thế thì từ ban giám khảo họ sẽ kỳ vọng, họ sẽ thích những cái nhóm tư thế, một là sáng tạo, chúng đổi tính mới, tính mới hoặc là hơn hay hơn. Và quan trọng thứ hai là hoặc là bọn em có kế hoạch, có ý nghĩ, hoặc là đang bắt đầu, hoặc là đã triển khai bắt đầu có cái định hướng càng tốt, là bọn em đưa cái mới lên vào cuộc sống. Thì đầu tiên là đa số người muốn là cái mới của bọn em bắt đầu phải có cái tương tác thị trường rồi. Chỉ là ý tưởng thôi thì bọn em mọi người kỳ vọng là ý tưởng đấy thì bọn em không phải chỉ ngồi trong nhà tưởng tượng, mà ý tưởng đấy bắt nguồn từ những cái vấn đề cuộc sống của em, các quan sát và quan sát. Hoặc ý tưởng đấy của em đã hình thành nhưng của em phải đi nói chuyện phỏng vấn rất là nhiều người, chứ không phải thực tế là ý tưởng thì chúng ta ngồi chúng ta chỉ xuất đơn thuần từ cái kinh nghiệm cá nhân mà không ít nhóm các bạn sinh viên năm thứ ba thứ tư thì hay rơi vào tình huống như thế. Tức là ý tưởng mình đang thiếu cái khảo sát với cả thị trường, tức là mình phỏng vấn xong rồi ý tưởng mình hình thành từ những trải nghiệm thực tế của một vài thành viên. Tại vì là gặp không biết trường hợp là ý tưởng đấy cho các bạn cảm nhận từ truyền thông, đấy là một vấn đề nóng hổi cuộc sống, đấy là nóng hổi của truyền thông nhưng đang thiếu cửa đau rồi, một số nghỉ ở đây em ngồi xuống đi.
thì anh có cái may mắn được tham dự một số hoạt động của các bạn sinh viên. Thế thì là làm sao các bạn cố gắng phục hồi tối đa cái trải nghiệm cuộc sống của mình bên cạnh ý tưởng đấy. Nhưng mà lại phải những cái diễn đạt nó ngắn gọn. Bởi vì thông thường mà giám khảo đánh giá rất là cao là ý tưởng đấy hình thành thì cũng phải trải nghiệm cái cuộc sống. Và đấy là những cái nhóm mà tôi vượt ý tưởng. Còn những cái nhóm mà các bạn đã bắt đầu hình thành sản phẩm mẫu thì càng quan trọng. Bởi vì quá trình hình thành sản phẩm mẫu rồi lại thể hiện là tức là tóm lại như thế này, và giám khảo rất là muốn và nhìn thấy là cái ý tưởng của mình có tính mới, có trải nghiệm trong cuộc sống. Và không có cuộc thi này thì bọn em sẽ vẫn thực hiện nó. Có nghĩa là những cái kế hoạch hiện tại và tương lai là tương lai gần. Và như vậy thì cái kế hoạch kinh doanh của mình ấy, mình sẽ chọn một vài cái điểm nhấn để mình chứng minh đấy, chứng tỏ bộc lộ vào đấy, bộc lộ cái tính mới, bộc lộ những cái mình đã quan sát, cái mình hiểu về khách hàng, mình chứng kiến chân dung khách hàng hiện tại, nhu cầu của khách hàng hiện tại, vấn đề của khách hàng hiện tại. Và cái sáng kiến của mình, cái mới của mình, nó chính là để giải quyết những cái nhu cầu của vấn đề của khách hàng hiện tại. Và nó vẫn không thiếu được cái tầm nhìn và cái viễn kiến. Nhưng mà thực sự cái tầm nhìn và cái viễn kiến là cái cần có, nhưng mà chỉ cần dành thời gian rất là ít, một không gian rất là ít để mình thể hiện nó. Và đối với cả các cuộc thi khởi nghiệp quốc gia thì người ta lại cần một cái tầm nhìn và một cái tương tin nghiên cứu vượt ra khỏi một cái thị trường 100 triệu nói tiếng Việt. Người ta cần đó. Nhưng mà đối với cuộc thi của các bạn ấy thì các bạn cũng nên có cái đấy, nhưng mà thực sự chỉ dành một cái thời lượng thật là ít thôi. Còn lại để nhiều hơn trình bày về cái hiện tại và cái tương lai gần của mình. Tại vì khi các bạn thể hiện cái tương lai gần ấy thì mọi người mới càng thuyết phục là các bạn đang nói với các bạn là đang làm sẽ làm, là đang bắt đầu lại. Chứ các bạn đừng trình bày nhiều vào cái mà các bạn đang mơ ước. Đừng trình bày nhiều vào đây. Cũng cần phải có, nó thể hiện ở cái tầm nhìn về những kiến. Nhưng mà phải.
mà mọi người tin là trong nhóm tôi có 3 người chẳng hạn, ít nhất có một bạn đã kinh doanh rồi, mặc dù bạn đã thất bại, nhưng mà câu chuyện bạn đã kinh doanh rồi thì bạn đã từng là huy động vốn gia đình, bạn có kinh nghiệm cá nhân nhưng ít thôi, nhưng mà bạn kinh doanh nữa thì bạn có thể xoay được vốn nữa. Xoay được vốn nó chẳng hạn như là bạn sẽ quay lại của bố mẹ và trả tiền trong tương lai, vay 50 triệu cũng được, vay được của người ông nội hoặc là bà nội hoặc là bác gì đấy. Thì đấy mới là cái thực tế là các bạn phải vay của người thân, không trả vay được ai. Bản thân trong nhóm 3 bạn thì có bạn có 5 triệu, các bạn có 20 triệu thì các bạn góp vào được 40 triệu. Thì đấy là các bạn nói ra mọi người sẽ công nhận các bạn làm được. Chỉ là em có thể thì có nghĩa là khi em bắt đầu thì em nghĩ là mình phải
thì em phải lấy được chính câu chuyện của em nhé. Là khi em bắt đầu thì em sẽ không thể nào mà thuê một kỹ sư hay một cử nhân tốt nghiệp đại học xong rồi em phải trả lương 7 triệu hay 10 triệu một tháng. Trong cả cái mô hình của em thì em chỉ có thể chọn được đúng một hoặc là hai người chuyên nghiệp như thế để em trả lương đến tận 7 đến 10 triệu một tháng để làm. Còn tất cả còn lại em nghĩ là em phải chọn người này, hoặc người này để cái chi phí còn tồn tại được. Trong bản kế hoạch kinh doanh thì em có thể cần em phải có đề cập cơ bản đến những cái chi phí, những cái đầu chi phí như thế để mọi người hình dung là em đã hình dung cơ bản và không sót những cái nguồn lực mà em phải chuẩn bị. Để có nghĩa là khi em xoay sở cái nguồn kinh doanh đấy thì em đã hình dung cơ bản những cái chi phí. Tại vì là khi mà em khởi nghiệp, em còn hành nguồn kinh doanh thì rất là quan trọng là trong cả một giai đoạn là 3 tháng, 6 tháng, ngay tuần này, ngay tháng này, ngay quý này và đợt năm tới mình phải cần có nguồn lực nào, con người như nào, con người xoay sở ở đâu, hoặc là mình mời họ làm cùng và chia cổ phần để cùng đóng góp công, nhưng mà vẫn phải tính cái chi phí. Dù là dòng tiền thì mình không phải trả nhưng mà đấy phải đánh đổi lại một cơ hội. Xong có những cái việc này thì thực sự là mình không thể nào mà rủ bạn cùng làm một ngày thực sự chuyên nghiệp thì thuê. Thành ra là mọi người về cơ bản mọi người muốn là trong cái phần mà tài chính thì quan trọng mọi người muốn là thực sự mọi người nắm được cái câu chuyện của hiện tại và tương lai gần. Nếu như thực sự em được khởi nghiệp thì rõ ràng em phải suy nghĩ tới rất là nhiều rồi, cho nên là em sẽ không nên dùng cái chi phí mặt bằng thị trường. Chi phí mặt bằng thị trường đấy là giải quyết một cái bài toán của sinh viên thôi, phải là chi phí của chính em, của chính câu chuyện của em. Thì tức là mình sẽ không phải lo cái chi phí lên thực tế như thế nào. Ví dụ em trường hợp của em là không, anh nghĩ là không phải lo, mà mình phải lo bằng chính cái câu chuyện thực tế của mình. Tức là sẽ bay trên cái xuất phát điểm nguyên nhân của mình. Thế em chia sẻ một chút là trường hợp của em tại sao lại nghĩ đến cái việc kết nối nhà may giữa nhà may và nhà thợ may. Vì thực tế là nhà em là một đầu cung cấp xưởng để may. Và cái thứ hai nữa là nghĩ đến platform thì là có gia đình rồi, thì là chồng em là người là đẹp, thì em tận dụng được cái chi phí đấy thì em chỉ cần lên chi phí đấy và em cũng sẽ nốt trên cái bảng kinh doanh của em là nguồn lực của tôi là tự có nhân sự như thế, là tự có, là chỉ cần như thế thôi, đúng không anh? Chính xác. Nhưng mà như vậy thì rõ ràng mà nếu mà trong tình huống mà trao đổi với cả nhà đầu tư hoặc là ban giám khảo người ta đặt từ chính nhà đầu tư thì người ta sẽ hy vọng là em trả lời được ngay hai câu hỏi. Tôi hòa vốn ở đây là vì tôi dùng rất nhiều nguồn lực có sẵn như này, nhưng mà thực sự để cho một mô hình kinh doanh chuyên nghiệp tôi phải bán đầy đủ chi phí vì tôi phải bán cái điểm này rồi. Thì tôi chỉ thời gian đầu tôi nhờ chồng tôi thôi. Còn thực sự để làm chuyên nghiệp thì không thể nào đi nhờ mãi bạn bè, không thể nào cũng nhờ mãi được, mà phải có nhân sự chuyên nghiệp rồi. Thì rõ ràng người ta không cần em trình bày cụ tỷ và tận cùng của các bạn kế toán, nhưng người ta rõ ràng là muốn là em nhận thức được cả hai vấn đề đấy. Phải rõ ràng là để khởi nghiệp thì mình phải tối thiểu cái nguồn lực để mình huy động như này, nhưng mà để cho một nhất là trong một mô hình gọi vốn thì không thể nào một cái nói mình huy động mình là số lớn, người ta cần em cũng rõ ràng hai vấn đề, người ta chỉ cần thế thôi, chứ người ta cũng không có thời gian để người ta đọc và không có thời gian để hỏi cụ thể cho đến tận cái mô hình tài chính, nhưng người ta muốn hiểu, người ta muốn tin là mình nắm rõ cái vấn đề đấy, và quan trọng là mình thấu hiểu, mình nắm rõ những cái chi phí thực tế mà mình đứng đầu trong hiện tại tương lai gần. Vì nếu những người nào nên khởi nghiệp thật thì rõ ràng người ta phải làm lòng được chuyện này. Trên cái từ A4 có thể là
thứ nhất là rồi tìm kiếm. Và tất cả cái đó nó là giải thuyết. Rồi từ cái giải thuyết là các bạn có khả năng là đi cọ sát với thực tế. Ví dụ ung hút thì nói đơn giản là bây giờ là vào nhà ăn của trường xem tất cả các bạn mà dùng ung hút nhựa thì trao đổi với các bạn đó để xem họ ví như thế nào về họ còn kim vấn đề gì khác. Tức là mình đi điều tra và mình lấy một số số liệu. Bởi vì cái đó thì nó là quan trọng. Mình có thể là đưa những số liệu vào cái mô hình kinh doanh, vào cái kế hoạch kinh doanh. Tức là mình có thể làm một số biểu đồ gì đó thì nó sẽ có sức để thuyết phục. Và quan trọng nhất là phía quan sát vào người ta sẽ thấy là bản thân mình đã ra vào không phải chỉ đi ra từ trong đầu ra mà còn đi điều tra, đi xem thực tế và vân vân. Cái đó là cái phần quan trọng là mình phải thể hiện cái thái độ tích cực với cái cùng. Và như thầy Quỳnh hướng dẫn ấy, thì cũng tức là trong chương trình thi cũng yêu cầu bắt buộc là mọi người phải có mô tả cái kế hoạch kinh doanh của mình mà này nó ở trên cái bản đồ business model các bạn. Nhưng mà nó rất là quan trọng như này nhá. Rõ ràng là bọn em sẽ có cái bản đồ chiến đô như từ Quỳnh vừa nói ấy. Rồi bọn em cũng có cả một kế hoạch kinh doanh rất nhiều vị trí. Nhưng thực sự rất là quan trọng là bọn em rất là nên phải tóm tắt cái mô hình kinh doanh của mình trong vòng 1 câu, 3 câu, 5 câu là để mentor, để ban giám khảo 1 câu hoặc 3 câu, 5 câu thì em nói ra là đây cũng cơ bản luôn. Chẳng hạn như đối với ông hút của em nhé, em có từng vào ông hút, nhưng mà nếu như em mô tả là cái mô hình kinh doanh của em là bọn em buôn ra, hút buôn, bọn em đăng cái nhãn hiệu của em và bán lẻ cho các cửa hàng, đấy là một mô hình kinh doanh khác. Còn những cái vận động hút em nói là bọn em mua một nguyên vật liệu của người nông dân, xong bọn em tạo ra ống hút và bán lại, đấy là một mùi kinh doanh khác. Hoặc là em đã nói là em nhập khẩu ống hút chất lượng cao của Đài Loan hay Trung Quốc gì đấy và về em phân phối lại. Vẫn từ vào ống hút và 3 câu đấy là 3 mùi kinh doanh khác. Nhưng thực sự rất là cần của em để chuẩn bị khi bắt đầu tham gia cuộc thi. Rất là cần chuẩn bị là mình dùng 1 câu hoặc 3 câu hoặc 5 câu là một độ cơ bản của mô hình. Để đến lúc như em làm việc với làm mentor thì rất là nhanh người nắm được cái đấy. Đấy là khó và cái đấy cũng nếu như em có được câu đấy rồi mà mọi người sẽ hiểu thì nên thể hiện ngay ở trang đầu tiên của cái kế hoạch kinh doanh. Và thông thường khi tham dự thi đoạn thuyết trình thì thường câu hỏi đầu tiên mà bạn đã hỏi ai hỏi là mô hình kinh doanh của các bạn là gì, các bạn lấy tiền ở đâu cho các bạn lấy tiền, vì thực sự rất là khó để trong vòng 3 câu hoặc câu mọi người thành ra là ngay vừa rồi thì mình có điểm nhấn là như thế, các bạn phải cố gắng sử dụng cái lưu đồ bây giờ khi sản phẩm nó chỉ nằm ở mức ý tưởng hoặc là mức thử nghiệm thôi thì cái việc phân tích thị trường phân tích thị trường nhá, thì ở đây có bạn nào chưa nghe đến cái tam sang sân bạn ạ? Em chưa nghe tức là khi phân tích thị trường ấy, thì đa số mọi người sẽ quan tâm là ok cái dung lượng thị trường market size là như nào đó. Thế xong sau đó thì mọi người mới sẽ có đa số mọi người thế thì mọi người nên tìm hiểu nhé, tham sang sân cụ thể là một chút là như này, tức là khi mọi người để ý đến cái quy mô thị trường ấy, thì mọi người quan trọng là quy mô thị trường, nhưng mà trong cái khả năng quan sát của mình hay là trong phạm vi địa lý hay là trong cái khả năng mà mình có thể bán được hàng
đa số mọi người sẽ nói là quy mô thị trường trong phạm vi hợp lý. Chúng ta thị trường Việt Nam có 90 triệu người dân. Thế thì ví dụ như là đồ lót lưới chẳng hạn thì tôi sẽ có 45 triệu khách hàng. Đấy là một cái thị trường mà thuần lý là nó còn trên các độ lý thuyết. Mọi người sẽ hiểu là trong cái thị trường mà trong phạm vi mà bọn em có thể phát triển cái phân phối thì đấy là một cái thị trường mà thực tế mà mọi người có thể vươn tay với được. Và quan trọng là kênh phân phối lại của hiện tại luôn. Thị trường trong phạm vi mình có thể cái marketing để khách hàng có thể biết đến thì đấy là một lượng thị trường, nhưng mà lượng đấy còn lớn hơn và những khách hàng người ta quan tâm đến thị trường trong phạm vi mình có thể đẩy kênh phân phối, và đấy mới là thị trường mà mình có thể sống sót, cái thị trường mà mình có thể với tay phân phối được sản phẩm. Thì đối với cả những cái dự án khởi nghiệp thì bọn em có sống sót được hay không, có đáng để ra đời mô hình như thế không, đấy là thị trường trong khả năng để phát triển cái thành phố. Mình chỉ bán cho những người đấy thôi, mình chỉ có thể bên khu mà thua ở đấy thôi, mình sống sót được. Thế thì ra là cũng là một cái market size của thị trường đấy, thì sẽ có nhiều người vẫn đang tham quan tâm đến con số của mình hiện tại và tương lai gần. Mình có thể đẩy cái marketing Facebook bằng tiếng Việt chẳng hạn thì rõ ràng đẩy rất là rộng, nhưng mà 90% khu vực đấy là khu vực không mới tới được, chỉ mấy phần trăm thì vẫn chưa được. Chưa kể là đấy là khả năng mình mới nhé, khả năng mình lan tỏa thông tin, mình marketing, khả năng mình mới tới để phân phối, nó lại còn có một cái tỷ lệ giảm nữa, đó là trong cái thị trường mình có thể đẩy phân phối là mình mới tới để phân phối nhé, thì mình đâu có bán cho tất cả đối tượng người đấy đâu. Khách hàng tiềm năng là nữ chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ chọn một khách hàng cụ thể trong hiện tại, trong tương lai gần, một phân khúc cụ thể thì nó lại có một tỷ lệ giảm. Nhưng mà đa số thì ban giám khảo người đều kỳ vọng là bọn em đang hình dung như thế rất là cụ thể. Thì nếu như bọn em định khởi nghiệp thật thì phải trong đây, trong khi rất nhiều bạn sinh viên thì sẽ để ý cung đường thị trường với góc độ là thị trường địa lý. Thị trường địa lý là Việt Nam có 95 triệu người. Cầu tìm trường may tại Việt Nam thì cái vấn đề đấy rõ ràng
trở lại nguyên tắc thôi. Mặc dù là em có thể là trong cái chiến lược của em, trong cái kỳ vọng của em, trong cái tầm nhìn của em thì em có thể triển khai rất nhiều nhóm khách hàng, nhưng mà ở trong hiện tại, trong tương lai gần em chỉ có thể một hoặc là hai khách hàng như thế thôi. Và khi mà làm việc với một hai nhóm khách hàng này đã đủ để cho em tồn tại rồi, em phải quyết định một sinh tồn rồi, thì mới nói chuyện là cái chân dung khách hàng của những giai đoạn tiếp theo. Thì hầu hết là các bạn đều trong giai đoạn đầu của ý tưởng này và mở rộng tiếp ý tưởng, thì các bạn phải sinh tồn cái đã. Và sẽ chẳng ai tin là em tồn tại nhưng mà em đi cùng lúc mà em 4 năm đấy nhóm khách hàng em cũng tham gia làm lúc của mình. Ok các bạn, thời gian của mình cũng xong hết nhé. Anh chia sẻ tiếp này. Một lần nữa thì anh khẳng định là cái buổi trao đổi chiều hôm nay ấy, thì sẽ không đây là từ kinh nghiệm của mọi người, góc độ cùng làm công tác tổ chức này, góc độ là cùng hỗ trợ cho các công ty này, và chắc chắn là sẽ không đại diện cho ban giám khảo. Và cái nữa là như thế này, cái nữa là trong hai tuần tới ấy, thì thầy Quỳnh này, chị Tâm này và anh Hiệp thì sẽ không có điều kiện mà để dành nhiều thời gian trong việc trao đổi với từng nhóm, trong những câu hỏi, vấn đề của mọi người. Thế thành ra là AOF thì sẽ cố gắng mời thêm một số mentor để đồng hành với mọi người. Những cái người mentor đấy thì sẽ là những người mà đều là những người mà đã tham dự nhiều cuộc thi trong trường đại học cho các bạn sinh viên và các bạn cựu sinh viên. Và tất cả những người mentor đấy thì đều phải là những người mà đã đoạt giải hoặc là những người mà ngồi vị trí ban giám khảo nhiều lần. Thế thì cái người mentor đấy sẽ có vai trò là sẽ có người phản biện lại các cái kế hoạch của các bạn và chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà họ đã trải qua nhiều cuộc thi dưới góc độ là người đi thi hoặc dưới góc độ là người chấm thi. Và sẽ luôn là như thế, các bạn là founder, các bạn sẽ phải là người mà tự ra quyết định. Trong 2 tuần tới thì ban tổ chức dự kiến là các bạn sẽ phải nỗ lực để có cơ hội được làm việc 3 hoặc 4 hoặc 5 lần với cả các mentor đấy. Và mục đích thì cố gắng là để sau tuần cuối tuần thứ 2 thì các bạn phải kịp thời để hoàn thiện cái bản kế hoạch kinh doanh thì cho ban tổ chức. Sau đó thì chúng ta mới nói nhiều đến cái chuyện là tiếp theo chúng ta lại làm cái gì thì đến theo từng format của cuộc thi. Thì anh cũng không nắm rõ là bước tiếp theo thì ban tổ chức anh chưa được cập nhật. Ban tổ chức sẽ yêu cầu là thuyết trình online hay thuyết trình trực tiếp gì đấy anh chưa rõ. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta nhìn cho cái ngày cuối cùng của tuần thứ hai. Thế nên ra là hiện nay AWeb cũng đang dự kiến là ngày gần cuối của tuần thứ hai thì trước khi các bạn mà sắp hết hồ sơ ấy, thì sẽ tổ chức một cái buổi mà để phản biện tập thể, buổi giống như buổi hôm nay nhưng mà ban tổ chức sẽ mời khoảng 3 chị mentor. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ ý tưởng của chúng ta, những cái điểm mà nhấn nhất trong thời gian rất là hữu hạn, có nghĩa là các bạn có thể có 3 phút hoặc 5 phút để trình bày, sau đó có 3 hoặc 5 phút để phản đáp lại, thì để mentor sẽ phản biện lại. Còn cái thứ nữa là khi nhóm này trình bày và phản biện thì nhóm khác sẽ quan sát để cái kinh nghiệm của nhóm đấy sẽ kinh nghiệm của các nhóm khác nữa. Và các bạn có thể là các bạn quan sát cả những cái cách trình bày của nhóm đấy và hy vọng là một cái kinh nghiệm mà sáng tạo của trình bày của nhóm này thì cũng sẽ là tham khảo của nhóm khác. Thì có một đặc điểm thú vị là trong đội Hà Nội năm nay thì sẽ không có đội nào mà ý tưởng giống nhau để chúng ta trở thành cái đối thủ trực tiếp của cuộc thi này cả. Thế ra là ban tổ chức rất là thoải mái khi chúng ta có những buổi trao đổi chung, buổi chia sẻ chung với nhau. Và rất là hy vọng là trong nhóm Hà Nội thì những cái điểm sáng tạo, những cái ưu điểm của hôm nay cũng sẽ được các nhóm khác học được tận tâm. Để làm sao kỳ vọng trong đội Hà Nội của chúng ta thì chúng ta sẽ đạt hái được tỷ lệ cao về điều họ chia sẻ. Tỷ lệ cao có nghĩa là cá nhân anh hy vọng là trong vòng 10 nhóm chúng ta sẽ có được
bạn học nó chọn đi học thì nó cao hết rồi. Thì có nghĩa là các bạn hình dung một chút về cái tỷ lệ chọn. Nhưng mà anh quay lại anh nhá, là nhóm của chúng ta ấy, thì sẽ không có nhóm nào ý tưởng giống nhau gần nhau. Thành ra là anh cảm thấy rất là thoải mái khi tạo một cái format chia sẻ và mở như này. Thì kể cả khi mà chúng ta trình bày này, rồi ý tưởng sáng tạo này, chúng ta không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Mà cái quan trọng là cái ý tưởng về sáng tạo của các bạn ấy, thì các bạn sẽ gặp ban giám khảo hôm nay như thế nào. Và tranh thủ, đấy, tranh thủ thì ban tổ chức bố trí mentor của tranh thủ sẽ có từ 3 đến 5 buổi đến 5 buổi. Các bạn có thể chuẩn bị mọi câu hỏi, rất nhiều câu hỏi của ban mentor. Tại vì sao? Tại vì là nếu như chỉ có thầy Quỳnh, có chị Tâm, có Kiệm thì không thể nào có đủ thời gian để gặp từng nhóm, trao đổi hoặc từng nhóm vấn đề của từng nhóm. Thì các bạn cố gắng hỏi từ mentor. cái buổi mà cuối của tuần thứ hai ấy, khi mà chúng ta có một cái buổi mà trao đổi tập thể, các bạn sẽ làm việc với cả nhóm mentor. Thì nếu các bạn làm việc với mentor thì các bạn sẽ chỉ gặp lại phản biện mà tính chất là cá nhân thôi, giống như là hôm nay trao đổi với là anh cá nhân thôi, nhưng mà những mentor khác còn có góc nhìn khác. Và khi gặp ban giám khảo cũng tương tự như thế, thì dự kiến cái buổi đấy thì ban tổ chức đang dự kiến là ngày 27 các bạn muốn sớm hơn à? Thực ra là bọn em ngày 30 và ngày 1 tháng 10 phải xong cái đấy. Các bạn muốn sớm hơn không? Tại vì là tại sao là chọn ngày 27-28? Tại vì là muốn để các bạn có thể có được 3, 4 hoặc 5 buổi làm việc thì nó mới đẩy sát vào cái hạn độ. Còn nếu như các bạn muốn sớm hơn thì chúng tôi sẽ có tổ chức sớm hơn. Vì mục đích làm cái buổi đấy là để vì các bạn. Đấy là buổi cuối tuần. Và nếu như các bạn muốn sớm hơn thì chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp với mentor vào buổi giữa tuần. Thực ra thì bọn em đồng ạ. Em thấy
Anh cũng rõ vì anh tham dự đúng cái giai đoạn này. Tham dự là nhận được kết quả 13 bạn báo về. Thực ra kết quả có rất là lâu rồi ạ. Anh với chị Tâm nhận được kết quả 13 bạn báo về cách đây một vài ngày. Và sau đó thì sẽ đọc 2 tuần làm việc. Ok, nhưng mà các bạn nói lâu là không đúng, tại vì rõ ràng các bạn đã nộp cái này khá lâu đúng không? Và bây giờ các bạn mới nhận được thông báo kết quả này trong ngày mới có buổi của mình là khá lâu đúng không? Đúng là cái bảo hiểm là 15 tháng 9 là em phải nộp. Đúng rồi ạ, 15 tháng 9 là phải nộp hết ý tưởng xong rồi. Thực ra văn phòng AOS Hà Nội là đang nỗ lực tối đa. Tức là cũng mới nhận được thông tin trước các bạn, giống như chị Tâm vừa nói ấy. Ngay sau đó thì bọn mình cùng trao đổi rất là nhiều với nhau để tìm xem cách nào hỗ trợ các bạn được nhiều nhất trong cái nguồn lực rất là hữu hạn, rất là hữu hạn cái thời gian của mọi người. Thì cuối cùng mới chọn cách là bọn mình chỉ cố gắng mời tối đa các mentor để mình làm việc được. Thật ra vào cái vòng trong này này thì là có Việt Nam, Lào, Campuchia, thì không biết là Thái Lan có hay không, nhưng mà ở các cái đầu cầu bên kia thì họ cũng sẽ tổ chức những cái buổi như thế này. Và theo thông tin chị cũng biết thì mình cũng không là chúng ta yên tâm là chúng ta cùng chung trong cả chương trình. Và do đó là cái phần lớn khó khăn đều chung. Chị ơi, chung. Như vậy là trong thời gian vừa rồi là mình có lọc 2 vòng đúng không ạ? Tại vì em thấy là một hôm em thấy trên post lên một cái là có 42 độ tất cả là vào, là qua cái vòng đầu. Xong rồi 42 độ là của Việt Nam. Không ạ, 30 độ Việt Nam. Vâng, 30 độ Việt Nam. Chứ với lại 42 độ thì của các nước. Thì tự chứng tỏ là có vẻ là tự lọc vòng nữa mà họ không cần mình không? Việt Nam có hoàn toàn ra là thế nào? Chị không có nhớ rõ nhá, nhưng mà chị nhớ là ban đầu thì chị định là cái số lượng các đội vào vòng tiếp theo ấy là ít hơn, nhưng mà sau đấy để mà tạo cơ hội cho các đội có thể đi được vào sâu hơn ấy, thì là cái con số đấy không còn là 30 đội nữa mà là trên 40 đội. Và cái thời gian mà để các em nộp bài thì bị lùi lại. Thế như em cũng nói là phải là 15 tháng 9 là đã là vậy. Các bạn nào giỏi thì có thể là mời được thầy chia sẻ câu chuyện nào đấy. Các bạn ấy mang giúp anh đồ vào. Thì các bạn lúc đấy là